Đại diện công ty Tân Phương Đông ở Thường Tín, Hà Nội cho biết, trước đây sản xuất của công ty đạt 75.000 tấn một năm, đạt 70-80% công suất. Nhưng từ khi dịch bệnh xảy ra thì công suất hiện tại của nhà máy chỉ đạt 40-50% công suất. Hiện doanh nghiệp đang gặp khó khăn về nguồn cung nhập khẩu, các đối tác nước ngoài tăng giá bán, lượng dự trữ nguyên liệu sản xuất cơ bản của nhà máy chỉ còn được 2 tháng nữa. Đại diện công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam miền Bắc thì chủ yếu loay hoay ở việc phòng chống dịch. Công ty cũng rất là mong muốn làm sao mà có thể là bên sở y tế hoặc là ban ngành có thể hướng dẫn doanh nghiệp. Ví dụ như là nếu mà nhà máy than chăn nuôi có trường hợp F0 thì có thể là bị cách ly, bị dừng sản xuất bao nhiêu ngày. Ông Sao Jun, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn New Hope miền Bắc cho biết, hiện người dân tiêu thụ thực phẩm không cao do hạn chế các nhà hàng, cùng với đó là người dân đang thiếu con giống trầm trọng khiến thức ăn của công ty sản xuất ra cũng khó tiêu thụ. Bên cạnh đó cần đẩy mạnh lưu thông hàng hóa thiết yếu, kích thích chăn nuôi trong nhân dân. Hiện chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc vay vốn và mong thành phố hỗ trợ. Chia sẻ với các doanh nghiệp, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Xỉu cho biết, để chuẩn bị cho tăng trưởng nông nghiệp của thành phố đạt trên 4% trong năm 2020, thì việc thúc đẩy phát triển chăn nuôi là vấn đề hết sức cấp bách, quan trọng. Thời gian tới, thành phố sẽ phối hợp với các bộ, đặc biệt là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, để bảo đảm nguồn hàng, đồng thời làm việc với các ngân hàng để có hỗ trợ lãi suất cho sản xuất chăn nuôi. Hiện nhiều ngân hàng có thể cho vay theo thế chấp hoặc theo ngành hàng. Đối với các bộ ngành trung ương đấy thì chúng tôi trách nhiệm từ Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp, Ngân hàng thì tới đây thành phố sẽ có các cái làm việc và sẽ thậm chí có các văn bản để làm sao hỗ trợ cho các cái sản xuất, không những về sản xuất nguyên vật liệu như hôm nay các đồng chí nêu mà kể cả các cái lĩnh vực khác trong các cái phát triển trồng trọt chăn nuôi trên địa bàn. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Đức Chung, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ cùng với cả nước, Hà Nội đang thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa đảm bảo phát triển kinh tế xã hội. Trong đó, một trong những dư địa lớn nhất của Việt Nam cũng như của Hà Nội hiện nay là phát triển nông nghiệp. Trong nông nghiệp, ngành chăn nuôi chiếm tỷ trọng rất cao. Tại Hà Nội, tỷ trọng chăn nuôi chiếm đến 46% trong phát triển nông nghiệp toàn thành phố. Đối với kiến nghị của một số doanh nghiệp về việc hỗ trợ giống lợn con, lợn nái, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tính toán và có chính sách hỗ trợ. Việc đảm bảo an toàn sản xuất, cung cấp nhu yếu phẩm thành phố luôn cung ứng đảm bảo cho người dân và doanh nghiệp. Thì tôi khẳng định là trong giai đoạn này cũng như là giai đoạn tiếp theo thì toàn bộ cái điện này, nước và nhu yếu phẩm thành phố cam đoan là cung cấp đủ, không bị thiếu điện, không bị thiếu nước và nhu yếu phẩm bình thường cho người dân, cho doanh nghiệp. Thế rồi là liên quan đến cho các cái bếp ăn của các cái khu công nghiệp hay là các cái nhà máy là chúng tôi không thiếu. Liên quan đến vận chuyển các nguồn nguyên liệu nhập khẩu từ cảng về nhà máy, cũng như vận chuyển tất cả các sản phẩm chế biến xong từ nhà máy sản xuất đến các trại chăn nuôi hay từ các nhà sản xuất đến các đại lý để bán, thành phố sẽ đảm bảo cho các doanh nghiệp vận chuyển 24/7. Việc chống dịch thành phố sẽ giao Sở Y tế làm việc cụ thể với các doanh nghiệp. Việc vay vốn thành phố sẽ chỉ đạo các ngân hàng thương mại. Còn một số kiến nghị khác không thuộc thẩm quyền như giảm thuế nguyên liệu ngô, đậu tương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Đức Chung cho biết, thành phố sẽ tổng hợp và kiến nghị với Chính phủ.